Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Hừm, muốn mượn thân xác để đánh phá áo giáp này của ta? Đến thử xem đi. Thời hạn của Tinh Phạn Quyết chỉ còn nửa tiếng, ta buộc phải là nhanh chóng giải quyết hắn. Người sao có thể? Vẫn chưa xong đâu. Chỉ cần áo giáp của ngươi xuất hiện một vết rách nhỏ, ta sẽ có thể lợi dụng sức mạnh nắm đấm phá phòng bị. Như vậy, nếu không thể nào xử lý được áo giáp linh bảo của ngươi, thì không tính là ta thắng. Thiếu tông chủ, thiếu gia. Thiếu tông chủ, chết rồi. Vậy mà thạch tù thực sự là giết chết rồi, thực sự giết chết rồi. Thanh niên này đúng là không tồi. Biểu hiện của hắn vượt xa dự tính của ta. Thời gian của Tinh Phạm Quyết sắp hết rồi, ngươi phải mau rời đi. Biết rồi, ta thu thần hồn của tên này rồi đi. Hắn là ngũ tinh đại võ sư, không thể nào lãng phí thần hồn. Hừm, thiếu tông chủ. Không muốn chết thì cút đi. Ngươi giết thiếu tông chủ, ngay cả thi thể cũng không tha sao? Cản hắn lại. Ta sắp hết thời gian, đừng cản đường. Tiểu tử này muốn làm gì? Vậy mà hắn thu thần hồn của thạch tu đi rồi. Sao vậy công chúa? Ta không sao, đừng lo. Luôn cảm thấy có người đang nhìn ta. Có điều không sao. Bá sáu kế chuồn là thượng sách. Lâm Viêm đi đâu đó? Các ngươi là ai? Tại sao lại cản đường ta? Lâm Viêm, ngươi có còn nhớ Liệt Viêm Môn và Kim Nguyên Bang? Lục Tinh Đại Võ Sư. Các ngươi là người của Liệt Viêm Môn và Kim Nguyên Đan. Liệt Viêm Môn và Kim Nguyên Bang cũng chỉ là thế lực thuộc hạ của Nguyên Dương Tông và học viện Xích Viêm bọn ta, nhưng giờ bị ngươi diệt rồi. Thì ra là học viện Xích Viêm và Nguyên Dương Tông tìm đến báo thù. Vậy thì đừng nhiều lời, lên đi. Ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi đánh lại được Lục Tinh Đại Võ Sư bọn ta sao? Xem thường bọn ta đều phải chết rất thảm. Ta đương nhiên không dám xem thường các ngươi. Thiên Hổ Thương, Thiên Hổ Chi Linh. Cái gì? Trong linh bảo của hắn còn phong ấn Thiên Hổ Chi Linh. Trên người của người này không ít thủ đoạn, nhưng sao ta cảm thấy khí tức của hắn không quá ổn định nhỉ? Đó là vì tu vi trên người của hắn không đạt đến Tam Tinh Đại Võ Sư. Hắn có thể như vậy, toàn bộ là dựa vào quyển võ học mua được ở trong buổi đấu giá. Đợi đến khi thời gian đến, thực lực tu vi của hắn sẽ bạo lộ ra ngoài. Đây chính là cơ hội cuối cùng triệu hồi Thiên Hổ Chi Linh, ta phải tận dụng. Hầu huynh, chúng ta cùng hợp lực ngăn cản. Được. Hai vị, tôi đi trước đây. Ngươi phá. Tên khốn đó, ngươi đợi đó. Đừng mơ chạy thoát trước tầm mắt của bọn ta. Sao đây? Còn có thể sao chứ? Đuổi.
chúng ta cũng đi xem, đi. Công chúa, chúng ta sẽ đi cứu hắn chứ? Chưa đến mức cần cứu, ta cảm thấy bản thân của hắn có thể thoát khỏi nguy hiểm, có điều. Những người khác đang đợi ở đây, bọn ta qua đó xem rồi trở về. Hết đường rồi, xem tiểu tử ngươi còn chạy đi đâu được. Giờ chỉ có chạy đằng trời mà thôi. Hừm, ta đã muốn đi thì các ngươi cản được hay sao? Cẩn thận. Hắn lại triệu hồi thiên hồ chi linh đó. Dọa một chút chơi thôi, thật là ngại quá, các ngươi đoán sai rồi, ta không triệu hồi thiên hồ chi linh. Lần này ta xài chiêu khác. Lại trò gì nữa đây? Lên! Đi! Chết tiệt, hắn định bay. Để hắn chạy mất rồi. Đáng ghét. Các ngươi cứ rửa sạch cổ đợi đi. Lần sau gặp lại sẽ là ngày chết của các ngươi. Lúc tiểu tử đó biến mất, ta cảm thấy khí tức của hắn trở nên yếu đi rất nhiều. Ngươi có cảm thấy hay không? Ta cũng cảm thấy. Chắc là từ tam tinh võ sư giáng xuống nhất tinh đại đấu sư. Chắc hắn lợi dụng võ học thời gian ngắn nâng cao tu vi. Hắn chỉ là nhất tinh đại võ sư, đã nắm trong tay nhiều thủ đoạn như vậy. Trên người của hắn chắc chắn là có không ít bí mật, nhất định là phải bắt hắn bằng được. Công chủ anh minh, Lâm Viêm đó quả thật còn không ít bài tẩy. Hắn rất thông minh, lúc bắt đầu sớm đã chọn sẵn địa thế, thiên tài thật sự đấy. Đi thôi, chỉ cần hắn tiến vào Lôi Đình Hải vực, chúng ta sẽ còn gặp lại thôi. Cái gì, thiếu tông chủ bị người ta giết rồi? Quy Nguyên Tông, tin tức chính xác chứ? Các vị trưởng lão, tin tức chính xác là chính mắt ta nhìn thấy, bị một kẻ tên là Lâm Viêm giết. Lâm Viêm là kẻ nào? Hắn có bản lĩnh gì mà giết được thiếu tông chủ? Cụ thể là ai thì không rõ. Hắn ở trong cuộc đấu giá kết thù với thiếu tông chủ, sau đó thì xảy ra tranh chấp, giết luôn thiếu tông chủ. Đại sư huynh, giờ phải làm sao đây? Tông chủ đang trong thời các bế quan, quan trọng, chúng ta không thể nào quấy rầy. Trước mắt đừng kinh động đến tông chủ. Chúng đến Huyết Nguyệt Thành điều tra rõ rốt cuộc là chuyện gì trước. Mặc kệ Lâm Viêm đó là ai, dám giết thiếu tông chủ, phải khiến cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Huyết Nguyệt Thành, không ngờ lại có kẻ giết thiếu tông chủ Quy Nguyên Tông. Nếu chúng ta có thể bắt được hắn, 300 vạn ninh đan thường sẽ về tay. Thôi đi, kẻ có thể giết được thiếu tông chủ, dân thường như chúng ta bắt thế nào đây? Ơi, báo tin cho Quy Nguyên Tông, chắc cũng có linh đan. Đi thôi, ngày mai sức mạnh Lôi Đình Hải vực sẽ yếu đi. Nghe nói Lâm Viêm đó cũng đến, chúng ta đi thử vận may xem. Công chúa, bây giờ trên phố khắp nơi đều dán chân dung của Truy Lã, chắc chắn là hắn sẽ không đến Lôi Đình Hải vực đâu nhỉ? Không, ta cảm thấy hắn vẫn sẽ đến, nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Hơn nữa Lôi Đình Hải vực, chỉ cần hắn không đụng mặt ba vị trưởng lão thì thoát thân không khó. Chúng ta cũng xuất phát thôi, đến Lôi Đình Hải vực. Vâng. Ơi, ta lên nhị tinh đại đấu sư rồi. Cung Thiên Tuyết, cô thấy chưa, ta đã đột phá đến nhị tinh đại đấu sư rồi. Cung Thiên Tuyết, đến rồi, đừng gọi nữa. Ủa, cô tự mình vào thành rồi? Ta tạm thời vẫn chưa thể nào một mình chạy xa như vậy, nhưng đi dạo vài vòng xung quanh rồi gặp phải vài kẻ muốn giết người, nhưng ta đã thay ngươi thủ tiêu cả rồi. Giết ta, tại sao?
Bắt được người này, phần thưởng là linh đan 300 vạn viên. Nếu báo tin người này ở đâu, phần thưởng linh đan là 100 vạn viên. Hừm, đám người của Quy Nguyên Thành đó ra tay cũng bạo đấy. Bỏ hẳn mấy trăm vạn linh đan ra để mua mạng mình. Nghe nói trong thành đã dán đầy cáo thị truy nã rồi. À, ngươi còn dám đến Lôi Đình Hải vực hay không? Có gì không dám, ta sợ chúng hay sao? Nhưng ba tên trưởng lão đó có thực lực thế nào vậy? Hai tên là Bát Tinh Đại Võ Sư, một tên là Cửu Tinh Đại Võ Sư. Ta còn chưa đụng phải kẻ nào có tu vi cao như vậy. Yên tâm đi, ngươi vẫn còn cơ hội mà. Ba tên trưởng lão đó tự biết tu vi cao hơn nhiều. Lúc đi tìm kiếm, ngươi nhất định là sẽ đi riêng lẻ. Sau khi ngươi vào Lôi Đình Hải vực rồi, trước tiên tìm nơi không người tu luyện thần hồn. Một khi tu luyện thần hồn thành công, đối phó với Bát Tinh Đại Võ Sư cũng không còn là vấn đề. Cứ cho là gặp Cửu Tinh Đại Võ Sư, ngươi chí ít cũng có thể chạy thoát thần. Được, thế thì xuất phát thôi. Đợi đến lúc đó, mình sẽ không tha cho lũ khốn Quy Nguyên Tông và Xích Viêm Học Viện. Sao vậy, sấm sét nhỏ lại chút nào hay chưa? Vẫn không được, đúng là hôm nay sức mạnh Lôi Đình sẽ giảm đi, nhưng phải đợi thêm. Đợi không được nữa rồi, ta muốn mau vào tìm địa đỉnh. Có phải giết Lâm Viêm nữa? Đúng đúng, hay 300 vạn viên linh đan lận đó. Hừm, muốn giết ta, đám mô hợp các người đến cả hải vực này cũng không bò ra được đâu. Đến rồi, sức mạnh Lôi Đình bắt đầu yếu đi rồi. Xuất phát nhân lúc này. Chúng ta cũng đi. Chút nô điện tí ti này căn bản là không uy hiếp được ta. Ây, cơ mà còn những tên khác thì... Vẫn còn ở đây không hoàn toàn là thủy vực. Đúng là đi trên đất vẫn dễ đi hơn. Có yêu thú. Quái vật mau chạy. Có người bị ăn mất rồi. Có chút bản lĩnh này còn muốn tiến vào Lôi Đình Hải vực. Thật không biết sợ chết. Tiếp tục tiến vào đi. Sức mạnh Lôi Đình đã giảm đi một nửa xung quanh trung tâm của thể. Xung quanh trung tâm có thể giúp ngươi tôi luyện thần hồn. Được. Đó là... Đây là cây gì vậy? Nhiều người vây quanh quá. Đó là tẩy tùy quả, thuộc loại ngũ phẩm dược liệu. Sau khi phục dụng, có thể nâng cao rất nhiều cường độ cơ thể. Có đáng tiền hay không? À không, có ngon hay không? Quan tâm ba cái vớ va vớ vẩn. Thanh Long tạo hóa quyết của ngươi chính là lấy tôi luyện thân thể làm chủ. Trước mắt ngươi vẫn cần tu luyện hóa long cốt để làm tiền đề đã. Tẩy tủy quả này có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Được, thế thì ta sẽ leo lên hái vài quả. Có điều đồ tốt thế này, sao họ chỉ đứng nhìn mà không hái xuống? Bọn chúng không phải là không muốn hái, mà là không dám hái. Ngươi xem trên cây kìa. Lôi Đình Viên. Ây, hèn chi mà không ai dám lên. Mỗi con Lôi Đình Viên này cũng có thực lực ngũ tinh đại võ sư. Không ngờ ở đây lại có tẩy tùy quả. Thường sư thúc, 5 con Lôi Đình Viên này, hai người chúng ta hợp lực có thể hạ được chúng hay không? Không thành vấn đề. Hai tên này xem ra thực lực không nhỏ, phải đối phó cẩn thận thôi. Đều nuôi lại thôi. Ai dám lên sẽ bị giết không thương tiếc. Ây, tất cả tẩy tùy quả của cây này đều là của chân võ kiếm phái ta. Cái gì chứ? Vừa lên cái là thành đồ của nhà hắn rồi. Hắn cũng tham thật, một chút cũng không chừa cho người khác. Bất mãn hay sao, cứ cho là chúng ta không lấy, các ngươi cũng có bản lĩnh mà lấy hay sao? Thường sư thúc lên thôi. Được. Cũng tốt.
Dù sao ta cũng không thể nào một mình đối phó với được hết tất cả các người. Ta ngồi làm ngư ông đắc lợi vậy. Tản ra. Thường sư thúc, con đối phó lũ dưới đất, ta lên đối phó lũ trên cây. Phải tìm cơ hội nhúng tay vào mới được. Nhân lúc hắn và lũ khỉ đánh nhau bất phân thắng bại. Không ổn. Thường sư thúc, thường sư thúc, thúc không sao chứ? Ta không sao, là kẻ nào dám đánh nén ta? Ngươi là ai? Ta chính là đại hiệp, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Có gì bất bình bất công, tại sao lại ra tay? Biết bao nhiêu người mạo hiểm sinh mạng, nguy hiểm tiến vào Lôi Đình hải vực này để tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sao nhà các ngươi từ đầu chui ra đòi độc chiếm ăn trọn? Chí phải, chí lý, thiên tài địa bảo, ai ra sức thì có phần, tại sao nhà các ngươi độc chiếm? Không thể nào để các ngươi lút chọn được. Trước đó căn bản không ai dám ra tay với Lôi Đình viên. Đợi chúng ta chảm sát khỉ trên cây rồi, các ngươi mới mở miệng đòi tranh giành. Thiên tài địa bảo ai ra sức có phần, thế thì cũng phải xem thực lực, có năng lực thì lao lên mà ra sức. Nói hay lắm, nói về thực lực, quả thực chân võ kiếm phái của các ngươi đông thế mạnh, người đông thế mạnh. Nhưng nếu tất cả chúng ta liên hợp lại thì sao? Đúng, chúng ta liên hợp lại. Không thể nào uổng công chuyến này, không thể nào để bọn chúng ăn hết được. Chúng ta liều lên thôi. Đúng, như là thế. Một mình ta không đối phó nổi tất cả các ngươi, nhưng đám đông cuồng nộ có thể giúp ta giải quyết được đại bộ phận. Tiểu tử đó đang sách động quần chúng đối phó với chúng ta, diệt hắn trước. Đệ tử của chân võ kiếm phái nghe lệnh, kẻ nào dám thèm muốn tẩy tùy quả giết không tha. Vâng. Muốn lấy mạng chúng ta sao, liều với chúng luôn. Tiểu tử ngông cuồng kia, lạp mạng đi. Tiểu tử này chỉ ngông cuồng bằng miệng mà thôi, tu vi mới chỉ là nhị tinh đại võ sư, chỉ là tên tiếp diêu mà thôi. Hừm, đừng bao giờ coi thường thiếu niên nghèo. Mấy kẻ trước đầu đã xuống hoàng tuyền cả rồi. Sinh tử quan. Quan tài. Thần hồn của hắn lại là quan tài. Ta lần đầu tiên thấy thần hồn quan tài đấy. Cái đồ gáy to này, ngươi định dùng cái này để đấu với ta sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi xem cái gì là thần hồn chân chính. Nhìn kỹ đây. Kiếm hồn của chân võ kiếm phái ta sẽ chảm sát ngươi. Đi. Cái gì? Quay lại, sao nó không nghe lời ta? Lắm lời, giờ đến lượt ta. Tiểu Kiệt. Tiếc thật, vậy mà không thể nào một chiêu lấy mạng. Thật ra là tiếc vì không được đánh hết sức, tránh bị lộ thân phận. Tiểu Kiệt, con vẫn ổn chứ? Thường sư thúc, thần hồn của hắn cổ quái lắm. Tiểu Kiệt, con nghỉ ngơi đi, đợi ta đi lấy mạng của hắn. Kiếm chảm thương khung. Đi. Tên này không hổ là thất tinh đại đấu sư. Sinh tử quan có thể đỡ được sát chiêu của hắn hay không? Nếu không được, mình chỉ có thể dùng tinh phạn quyết mà thôi. Không được, phải dùng tinh phạn quyết thôi. Khoan đã, ngươi cứ chạy trước đi. Cứ chạy theo hướng tẩy thủy quả. Nói gì? Ngươi giả vờ như muốn cướp tẩy tùy quả, tất nhiên khiến hắn lo lắng thôi. Đợi hắn gom hết tẩy tùy quả trên người,
ngươi lại dụ hắn đến nơi không người rồi giết. Vậy là nhất cử lưỡng tiện rồi. Hóa ra là vậy, hảo chú ý. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu vậy? Lũ khốn nạn này, còn định cướp tẩy tùy quả hay sao? Các ngươi một quả cũng đừng hòng lấy được. Tiểu tử đừng chạy. Tưởng có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Ui da! Lâm Viêm! Không ngờ lại là ngươi, Lâm Viêm. Cải trang thì có tâm một chút. Đội có một cái nón lá thì che mắt được cả thiên hạ hay sao? Thế thì lại làm sao? Ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi đừng tưởng giết được vài con gà là hổ báo phải sợ ngươi. Ta còn chưa móc bản lĩnh thật ra đâu. Vậy sao? Thật là trùng hợp. Ta cũng chưa móc hết toàn bộ bản lĩnh ra đâu. Tứ tinh đại võ sư, cái loại mượn ngoại lực nâng cấp tu vi, ngươi có thể trụ được bao lâu? Huống hồ ta vẫn hơn 3 cấp. Thật không biết trời cao đất dày. Đại diễn bạo phong. Chiêu thức của Quy Nguyên Tông. Kiếm trảm thương khung. Bạch Viêm Thanh Điểu trận. Huyết Hải trận. Quả nhiên thất tinh đại võ sư không dễ đối phó. Tiểu tử, ta tùy ý thi triển một đạo cấm, một đạo địa cấp hạ phẩm võ học. Ngươi đã dùng nhiều thủ đoạn như vậy mới chống đỡ được. Ngươi cảm thấy có thể thắng được sao? Mạng của ngươi ta lấy chắc rồi. Tu Na Thương Pháp. Tiểu tử, trận đấu này kết thúc tại đây. Kiếm động càn khôn. Chết đi. Không được, sinh tử quan mở ra cũng đỡ không nổi rồi. Xem ra đành phải sử dụng cái này thôi. Địa hỏa. Hư vô hắc hỏa. Không ổn, giao chắn. Không thể nào. Chết tiệt. Không ổn. Không thể nào đối đầu trực diện với địa hỏa được. Mình vẫn nên chạy trước thì hơn. Coi như tiểu tử ngươi thủ đoạn đa đoan. Nhưng ta thấy thời hạn thăng cấp tu vi của ngươi đã hết. Xem ngươi còn có thể múa may thế nào. Thời gian quả thực còn lại không nhiều. Nhưng dùng để giết ngươi thì vẫn đủ đấy. Không ổn. Ta không cử động được nữa. Hắc Viêm hư vô. Đốt cháy hắn thành than nào. Ta phải thu lại thần hồn của hắn rồi đi mau thôi. Vừa tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có người chạy đến đây. Mình phải tìm nơi không có người để mau chóng tu luyện khôi phục. Thật là nguy hiểm. Mình đã sắp đến cực hạn rồi. Bắt buộc là phải đi hồi sức một chút. Đó là có người từng chiến đấu ở đây, không biết kẻ chết là ai. Xem ra thi thể đó là của Thường Huân rồi. Thường Huân, đó là thất tinh đại võ sư đó. Là kẻ nào có thể giết hắn? Hắn có vẻ như bị linh hỏa đốt chết. Có thể điều khiển linh hỏa thế này, chắc kẻ đó là luyện đan sư.
Thế chí ít cũng không phải là ba vị trưởng lão Quy Nguyên Tông rồi. Bọn họ không phải là luyện đan sư. Chẳng lẽ là Lâm Viêm đó? Không thể nào, hắn không thể nào tiến bộ nhanh như vậy được. Nhưng như thế này cũng tốt. Thường Huân chết rồi, chúng ta cũng bớt đi một cường địch, cũng có thêm vài phần thắng đạt được địa đỉnh. Nói cũng phải. Đi thôi, tiếp tục vào nơi sâu nhất. Vâng. Khôi phục hoàn toàn, thần hồn của thất tinh đại võ sư quả thật hữu dụng. Đầu nhờ ngươi có sinh tử quan hỗ trợ, nếu không trong vòng 3 năm, ngươi bất luận thế nào cũng đuổi không kịp. Đúng vậy, bọn chúng chắc chắn cũng đang tiến bộ, và lại tốc độ còn nhanh hơn ta, còn có nhiều tài nguyên tốt hơn. Nói đến tài nguyên, ngươi lấy túi càn khôn của tên họ Thường kia chưa? Lấy rồi. Gia hỏa này cũng giàu có thật, chỉ đan dược thôi cũng đã hơn 100 vạn. Kệ thứ đó đi, tìm tẩy tủy quả trước. Có rồi, quả nhiên hắn đều gom lại hết. Cái này phải đợi đến khi ta lên cửu tinh đại võ sư mới dùng được phải không? Đúng lúc đó có thể giúp ngươi tu luyện một tầng long cốt thành công nhanh hơn. Tu vi có thể nhanh chóng tăng từ cửu tinh đại võ sư lên võ linh. Bị phát hiện rồi. Tiếp tục tiến vào nơi sâu nhất của lôi đình hải vực nào. Tuân mệnh. Đó là cái gì? Đó là thứ không sạch sẽ ngươi chưa thấy bao giờ. Thứ không sạch sẽ rốt cuộc là cái gì? Đây là... Đây là linh khôi. Chúng đều là người chết sao? Đa số linh khôi đều dùng tu luyện giả đã chết tạo thành, biến chúng thành những cỗ máy chỉ biết giết chóc. Sức mạnh linh khôi này thế nào, rất nguy hiểm sao? Sức mạnh của chúng sẽ được định theo tu vi lúc còn sống, nhưng chúng không có võ học, chỉ là man lực đơn thuần. Nhìn trên trán chúng kìa, vạch hồng đó đại diện cho cấp biệt của chúng lúc còn sống. Vậy à? Muốn chiến thắng chúng chỉ có thể phá hoại triệt để lũ linh khôi này, hoặc là tìm ra và đánh bại kẻ thao túng. Theo núi này to quá rồi, trước đây bay trên trời không chú ý, xem ra muốn đi vòng qua cũng khó, chỉ có thể xuyên qua từ đây mà thôi. Là linh khôi. Làm sao đây, chúng ta đánh không lại? Chư vị, ta thấy muốn thuận lợi qua ải này, mọi người phải liên thủ hợp tác mới được. Hợp tác? Lục cô lương nói chí phải, lũ linh khôi này thực lực đều không yếu, tất cả chúng ta liên thủ lại mới là cách tốt nhất. Thế nếu cuồng đao môn cũng nói vậy rồi, chúng ta liên hợp, cùng nhau lên. Được, nếu mọi người đều đồng ý cùng xuất thủ, thế thì làm ngay thôi. Cách tốt nhất chính là trà trộn vào trong cùng đi qua. Lên, sông lên, san bằng bọn chúng. Không ổn, tên này mạnh quá. Cố trụ các huynh đệ. Linh khôi này tương đương với thực lực của nhị tinh đại võ sư. Cũng được, không dùng võ học, dùng sức mạnh cũng đủ rồi. Lần này thử xem sức mạnh gia tăng bao nhiêu. Tên đó là ai, sao lại mạnh như vậy? Xem khí tức trên người, chắc chắn cũng là nhị tinh đại võ sư.
sao lực chiến lại cao như vậy? Tên đó rốt cuộc là ai? Công phu cũng khá đó. Khí tức nhị tinh đại võ sư, nhưng có năng lực cao hơn nhiều. Có cần qua đó điều tra xem thân phận của hắn hay không? Không, mục đích của chúng ta bây giờ là thông qua nơi này, không cần quan tâm tới tiểu tiết. Sẽ có cơ hội làm rõ thân phận của hắn thôi. Càng tiến về phía trước, hình như đẳng cấp của Linh Khôi sẽ càng cao. Người xem bên kia kìa. Đó là một cỗ vô chủ Linh Khôi. Hơn nữa, thực lực còn ngang với lục tinh đại võ sư. Nếu ngươi muốn thao túng nó thành của ngươi, thì cần phải thêm người giúp đấy. Ta có thể thao túng nó sao? Đẳng cấp hơi cao, nhưng nếu ngươi dốc toàn lực cũng có thể thử một chút. Thế thì để ta thử một chút vậy. Gia hỏa này muốn làm gì? Hắn định đơn thương độc mã giết qua hay sao? Người này chẳng lẽ là đang tự tìm đường chết? Cẩn thận! Nó vẫn chưa bị gieo linh hồn nạc ấn, bây giờ tiến công là bản năng của nó. Uy lực lớn quá! Lại có uy lực của lục tinh đại võ sư. Lợi hại quá. Cứ như thế này thì không ổn. Mình bắt buộc là phải sử dụng tinh phạn quyết rồi. Nhưng liệu có bị bọn chúng nhìn thấy chiêu thức hay không? Phát hiện ra thân phận thì tiêu. Hiện tại chiến trường đang hỗn loạn như vậy, đến bản thân của chúng còn lo không xong, sẽ không có ai chú ý ngươi đâu. Thế thì được. Tinh phạn quyết. Tứ tinh đại võ sư. Chẳng lẽ vừa rồi là hắn tự che giấu đẳng cấp thật sự của bản thân? Không đúng, giống như dùng thủ đoạn thuật pháp gì đó để nâng cao tu vi thì đúng hơn. Hắn đã thi triển tinh phạn quyết, đó là Lâm Viêm. Tinh phạn quyết ở hội đấu giá chính là bị hắn giành lấy. Lúc đối phó với Thạch Tô cũng là thăng lên hai cấp thế này, hắn chính là Lâm Viêm. Nhưng gan của hắn cũng lớn thật, đã giết ba vị trưởng lão đều đang truy lùng hắn, cũng dám đơn độc xâm nhập vào Lôi Đình Hải vực. Là Lâm Viêm trong lời đồn đó, lợi hại như vậy sao? Được, có hy vọng thu phục nó rồi. Nhưng mà tốt nhất đổi một nơi khác trước đã. Lại đây, lại bắt ta này. Đuổi theo mình thật này. Lại đây, đến gần một chút, xem ta thu phục ngươi thế nào. Hắn đang cố ý dụ Linh Khôi đó đi. Mọi người tiếp tục tiến lên. Ta đi theo hắn xem sao. Ta cũng đi theo xem tình hình. Ngươi dẫn các huynh đệ thông qua chỗ này nhé. Sư huynh phải cẩn thận đó. Ở đây vừa hay, không có người cũng không có yêu thú. Đúng là nơi thích hợp để thu phục người. Bây giờ ngươi đã hết lượt để ngông cuồng rồi. Tìm cơ hội chuẩn xác, dùng tinh thần lực của ngươi sẽ đưa vào nội thể của Linh Khôi, hình thành linh hồn nạc ấn. Được. Xém chút quên. Mình còn phải thu phục nó, không thể nào phá hoại nó được. Nhưng mà...
như thế này căn bản không cách nào tiến gần được. Sao lén được đưa linh hồn vào đây? Làm nó ngã trước đã. Bắt được ngươi rồi. Thế này là xong rồi sao? Ngươi xem, đằng sau lão của nó đi. Đây chính là lạc ấn linh hồn.